Tuy đã trúng tuyển nhưng bị bệnh không thể tiếp tục học được, phải rút lui. Nên chú Tụng được gọi lên lấp vào chỗ trống. Ngay từ khởi đầu cuộc dâng hiến của mình, Đức Hồng Y luôn vững giáo hội qua bàn tay và nhiệt tâm của Đức Hồng Y.